Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình quay trở lại thăm tổ cò lửa đây các bạn. Thì đã thấy nở được hai con non nha các bạn ơi. Đây. Đó. Thì còn hai quả trứng chưa nở nha các bạn. Thì mình nghĩ là chắc cũng nở sớm thôi, bởi vì mình thấy cái vỏ trứng nó nứt rồi ấy. Đó. Đó, các bạn thấy không? Chị mẹ thì thả trứng ra bên kia vứt kìa các bạn. Đó, thả vỏ trứng ấy. Đó. Thì vừa nãy mình mới đến thì chị mẹ mới bay đi. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn máy quay để xem cò lửa về chăm sóc chim con nha các bạn. Đó, mình nghĩ là chim con còn nhỏ như vậy thì chị mẹ cho chim con ăn ít thôi, mà là chủ yếu là ấp chim con nha các bạn. Uống chim con với lại ấp những quả trứng còn lại nữa nhá. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt máy quay nha các bạn ơi.
Vâng các bạn ơi, mình đặt máy quay khoảng 20 phút thì chim mẹ đã về tổ nha các bạn. Đó, lúc đầu chim mẹ về tổ ấy thì chim mẹ không dám vào trong tổ đâu nha. Nhưng mà ở một lúc sau thì chim mẹ đã dám vào tổ nha các bạn. Đó, và đây người ta gọi là cò lửa nha các bạn ơi. Cái loài này thì nó thường để khoảng 4 trứng và nó làm tổ ở trong sình các bạn. Nó nằm trong sình có nước và nó làm tổ ở rất là thấp đó, chứ nó không làm trên cây cao nhá. Đó, như tổ này thì đã nở được 2 con non và còn 2 con còn lại thì cũng sẽ, tức là 2 quả trứng còn lại cũng nở sớm thôi nha các bạn. Mình thấy vỏ trứng nứt ra rồi đó. Và loài chim này, tức là loài cò lửa này này, nó không tha mồi giống như là chim bách thanh hay là chim chào mào đâu nha các bạn. Nó sẽ đi ăn vào trong rìu của nó nha các bạn, tức là nó sẽ dự trữ thức ăn ở trong cái rìu của nó và khi về tổ thì nó sẽ nhả ra cho chim con ăn nha các bạn. Đó, mình nghĩ như thế thì sẽ hay hơn những loài chim khác nha các bạn. Những loài chim khác thì bay đi bay lại tha mồi, nhưng mà đó là bản năng của mỗi loài rồi. Đó rồi thì ở video sau ấy thì mình sẽ quay cho các bạn xem lúc mà 2 quả trứng kia nở hết nha các bạn. Đó, và video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.